sẽ thêm điểm rồi. Và chắc là được. Để có thể tổng cộng thêm. Để tìm ra. Tìm ra. Sau này, thôi nhà. Đang ở với anh chị lại tốt như thế. Vừa tiết kiệm, anh chị lại còn vui tăng một tình cảm nữa chứ. Thật tình cảm. Tăng một thần kinh. Anh. Những cái kiểu. Anh nghiện. Anh.